Linh Đóm đây, chào cả nhà thân mến. Để tiếp tục cái series làm bánh kem tại nhà không khó thì ngày hôm nay Linh sẽ hướng dẫn mọi người một mẫu bánh để phù hợp với Valentine này. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tay trang trí một chiếc bánh kem để tặng người thân yêu của mình nè. Và rồi cùng bắt tay vào thôi nha. Ngày hôm nay thì cái level nó đã cao hơn, đó chính là chúng ta sẽ trang trí trên một chiếc bánh hình trái tim, đúng không nào? Bạn có thắc mắc là chắt bánh tròn là bánh tim thì bánh nào sẽ khó hơn không? Bạn nghĩ là bánh tim à? Thực tế thì Linh chỉ thấy là bánh tim chúng ta ít làm thì chúng ta cảm thấy nó khó thôi. Với bạn thì có thể là một trái tim cân đối thì nó mới là đẹp, đúng không nào? Thế nhưng mà với Linh chỉ thích cái trái tim méo mé một chút, một bên to một bên nhỏ thì nó sẽ đem lại cái sự tự nhiên nhất định. Để có thể chắt bánh được dễ dàng thì Linh khuyên các bạn nhé là múc kem ra một cái túi tam giác. Sau đấy chúng ta cứ phủ kem từ từ và dùng dao miết. Như vậy thôi là chúng ta cũng đã vào form rồi. À, phải nhớ là cái form trái tim từ cốt bánh ấy, ngay từ ban đầu chúng ta cắt sao cho nó vừa ý luôn. Thì cái việc là phủ và dán kem nó sẽ diễn ra rất là dễ dàng đấy. Vì là tiêu chí là hướng dẫn các bạn làm bánh tại nhà, chính vì vậy cho nên là cái bánh ngày hôm nay Linh sẽ không chát quá là mịn đâu ha mọi người. Chúng ta sẽ tạo cái hiệu ứng mà sần lên trên bánh để cho các bạn là giảm đi cái độ mà khó khăn nhá. Sau khi chắt bánh thì cái việc vô cùng quan trọng Linh luôn nhắc các bạn ở các video, đó chính là chúng ta phải lau sạch cái đế nhá. Đừng quá tập trung lên bề mặt mà chúng ta quên đi cả tổng thể nhá mọi người. Rồi đến bước này là Linh nghĩ là bước rất thú vị đây. Chúng ta sẽ sử dụng luôn cái đầu mũi dao và chúng ta tạo những cái đường sóng cho bánh nè. Đó, mọi người thấy là cái dao của chúng ta là quá là tiện lợi không nào? Chúng ta tận dụng luôn kem thừa từ đường gạt trước, rồi chúng ta lại bôi ra những lớp sau, xếp lớp như sóng biển vậy. Là cuối cùng chúng ta cũng đã tạo cho cái bánh của chúng ta có một cái hiệu ứng rất là thú vị, phải không nào? Tiếp tục như vậy là các bạn chuyển lên bề mặt bánh nè. Các đường sóng các bạn cố gắng là đừng xếp lớp quá đều, hay cố tạo ra là cái dài cái ngắn thì Linh nghĩ là nó sẽ đạt đến một độ tự nhiên nhất định. Thế nên là với cách trang trí này thì chắc chắn sẽ là cứu tinh của một số bạn mà chưa chắc mịn được tại nhà, đúng không nào? Cuối cùng thì cũng đã tạo hình xong rồi. Bây giờ Linh sẽ dùng một chiếc bút đỏ để có thể viết chữ lên trên bề mặt bánh. Và cái từ khóa của chúng ta ngày hôm nay vẫn là tình yêu to đùng ở chính giữa bánh này mọi người. Đó, xung quanh thì chúng ta có thể là điểm thêm những cái trái tim để là cho cái bánh nó đỡ trống. À đó, ngày hôm nay thì các bạn sẽ học được cái cách tạo hình trái tim vô cùng đơn giản này. Chúng ta sẽ bơm hai cái đường kem chéo nhau, thế là chúng ta đã ra hình trái tim rồi. Nhớ lúc đầu chúng ta bơm khỏe một chút, càng về đuôi chúng ta lại bơm nhẹ lực hơn nha. Vậy thôi thì chiếc bánh của chúng ta cũng rất là ok rồi. Thế nhưng mà Linh nghĩ là Linh sẽ sử dụng một chút hoa baby để trang trí ở phần thành bánh, tạo cho cái độ là thêm sang trọng nhá. Về cách làm này thì vô cùng đơn giản thôi. Khi mà đi mua hoa các bạn lưu ý một chút là chúng ta mua hoa mà lúc nở rộ và đừng bị héo quá nha. Có lần á, Linh nhờ bạn nhân viên mua hộ cái bó hoa này. Trời ơi, không hiểu sao bạn ấy mua phải cái bó hoa mà nó đã tàn rồi. Cái thân cây nó vàng khè luôn rồi á, không dám sử dụng lên trên bánh luôn, mặc dù là cái bó hoa rất là đắt chứ. Với những cô nàng mà tính cách là nhẹ nhàng tinh tế và pha một chút đơn giản thì Linh nghĩ là ai sẽ cũng đều thích cái bông hoa này, phải không nào mọi người? Các bạn cắt nhỏ những cái nhành hoa ở phần đầu thôi, rồi chúng ta sẽ cắm lần lượt, cố gắng là tạo cho những cái đường hoa của chúng ta thêm phần dày dặn nhá, đừng có bị chỗ ít chỗ nhiều. Nhìn kỹ cái đường hoa của Linh này, đó, thấy có chỗ nào bị cắm ít quá, bị nhiều quá thì Linh sẽ điểm để sao cho mà nó trở nên là dày dặn nhất cái vòng hoa. Đó, bây giờ thì Linh đã hoàn thiện xong chiếc bánh của mình rồi. Và việc cuối cùng là Linh xin gắn tem vào chân bánh nha. Quá nhanh, quá đơn giản phải không nào mọi người? Cùng nhìn lại thành phẩm của chúng ta một lần cuối nha. Linh rất là mong những cái video này sẽ hữu ích cho những bạn mà mới tập tành làm bánh tại nhà, để các bạn biết rằng là làm bánh thực sự không hề khó. Xong rồi, mọi người nhớ like và subscribe kênh cho Đóm nhá. Đó là niềm động lực của Đóm rất nhiều để ra video mỗi ngày đấy. Bye bye.